chịu gãy cái nãy kia á. Không, phải có cái đồ đưa ra gì nè, đưa ra bạch thọt cho đó, cho có cái dấu cái đi. Cho có cái dấu cái. Rồi dính hai trái luôn rồi. Dạ, các bà. Rồi bên ta luộc luôn hả gì rồi? Đây nè, trời lấy luôn rồi dạ. Có chuối đây nè. Đâu rồi chuối đâu? Lấy cổ. Rồi cái cây chuối đâu rồi? Dạ cái chuối này nè. Tám chín nãy luôn. Rồi còn nãy nào không? Không còn nãy nào. Ồ bị giang hồ luộc à hả? Tao lấy luôn rồi. Rồi nào ta? Cô không có rồi các ba ơi. Cái cây này là cây này nó gãy một cổ. Rồi cây đó mà có nãy nào đâu bị người ta lụm rồi. Ngon thì ăn với mắm. Hello mọi người, chào bà con cô bác. Bữa nay thì như mọi người đã thấy thì mình đang có mặt ở nhà của Tấm Lầy. Mọi người thấy thì Tấm Lầy đây. Hắn đang bẻ cái bắp chuối cho mọi người, là tính là đường là em có đem mấy con cá mà chạch quế xuống. Nó rủ hắn lại gai chơi. Bẻ bắp chuối để nó canh chua. Canh chua cơm mẻ. Hiện tại bây giờ thì dưới quê mình thì dịch bệnh nó đang tràn lan đại hải hết trơn. Mình thì bây giờ không dám tiếp xúc với ai mấy người lạ mọi người. Tại vì đâu đâu cũng có dịch bệnh hết trơn á. Sao bác ba? Nó cũng đủ rồi hả? Ôi ôi cái đó bây giờ thì hết đường rồi. Mấy nãy bác ba? Mấy nãy cái đó mấy nãy? Cái đó mình phát hiện sớm mình lấy cây mình chống nó lên á. Nó nặng đi nó nặng hơn cổ. Chú già chú xiêm vậy? Quá trời buồn chuối tốt quá trời luôn mà gãy uổng quá trời. Dạ. Cái đó bây giờ á bác ba biết sao không? Mình lấy cọng dây á mình treo cái buồng chuối đó lên, lên cao á. Không phải đâu. Bị gì á cái nó cổi dốc và cái nó chỗ quậy nó nặng quá. Dạ, thì cái đó mình hiểu rồi. Bây giờ bác ba biết sao không? Bác ba lấy cái buồng chuối này nè. Ba đem vô nhà, các bác ba treo cao lên á. Nè, ba ngang nói nè. Ba treo lên cao lên, chị biết không? Mình đánh lừa cái buồng chuối để cho cái buồng chuối nó tưởng nó còn đang ở trên cây là nó chín nè. Món canh chua thì trước tiên thì mình phi mỡ tỏi, cái này đúng chắc là mỡ tỏi luôn đó nghe bà con cô bác. Tại vì cái này là mỡ thiệt luôn nè. Đó, nhà Tấm Lầy ta thiên gian mỡ. Theo mình thấy thì mỡ thì ăn ngon hơn là dầu ăn. Thiệt không biết mọi người thấy sao chứ mình thấy mỡ ngon dầu ăn nhiều. Ăn nó có vị thơm hơn. Đó. Mình lấy cái tép mỡ nhiều cái hồi mình ăn tép mỡ luôn à. Bắp chuối là mình giấm là nó không có mủ hết bà. Mình cắt cái mình múc cái cơm mẻ để vô rồi mình dắt miếng chanh vô là nó chín tươi nó đen. Dạ, nếu nó không có dính mủ nữa không? Dắt rồi là mẻ rồi là chanh vô dắt vô để vô là nó tươi. Nó lôi cái lắc đi cái nó thật có bỏ vô. Con cơm mẻ là mình cho nó uống rượu hết bà. Không. Ăn cơm hả? Không dắm là chỗ uống rượu đó. Dạ dắm uống rượu. Dắm với chuối chú chín bỏ vô nó có không ngọt. Chú chín đó. Đó, khi mình xào cá xong. Trò chơi con cá chạch quế, nó canh chua. Canh chua cá mẻ với bắp chuối nha bà con cô bác. Bữa nay hai thằng chắc solo cặp tay đôi nữa. Đây cá mẻ nè mọi người. Nói chung mình nấu canh chua cơm mẻ thì mình nấu canh chua thì đừng có nêm bột ngọt nhiều quá. Dạ, một xí được rồi. Nếu mà bỏ bột ngọt nhiều quá thì nó sẽ không có chua á. Cắt miếng chanh vô cái nhắc xuống đó. Lấy dĩa ra đổ xuống rồi ok rồi. Chút cái này đâu ăn cơm đi miếng này. Cái đó là cắt ớt để vô cái gì đó. Rồi cái đó nêm sẵn ớt hay sao ớt quay, mắm đu đủ á. Ta kêu là mắm buộc, mắm buộc gì đó.
mặn thì mặn, một ý nó chỉ nó rảnh á. Nó tiếp một thằng ở trên sườn thằng dưới dễ. Thằng nổi dưới mưa thằng ở trên lặn cái sườn dễ. Có tiêu bỏ bít tiêu vô. Thôi tụi làm tính thèm thì có ba canh chua bỏ tiêu gì cũng nổi. Ai bỏ tiêu? Tính ba canh chua bỏ tiêu chứ. Chả nay ăn nhậu, ngày thường người ta cũng ăn nhậu được gì. Ngày nào mới trên trời cũng nhậu. Không trời này cũng trời kia, mấy ông sổ tôm đó. Bệnh của tôm ngủ quá rồi. Đi nào cũng ơi, mới chích người còn nhậu được nữa đúng không? Mày mới chích mà nhậu được hả? Bắt đầu nghỉ 24 tiếng hồ. Ai? Nói tắm lại nè. Đâu đâu. Đêm đó rồi, chứ chiều sáng là ngày sau tôi mới nhậu. Là cách được mấy tiếng? Không có lại cái tiếng. Cái 20. Ủa rồi ai nữa? Ai đâu ba? Ba cái rồi chứ ai đâu. Bấm đủ làm nhà không mua gì? Làm á? Mua đâu mua? Ốp thì ngọt có sẽ không được. Tao mà nói rồi. Ai mày lại cái động nha. Sao tao thấy này mày ra hoài ta? Lại nhìn thấy không được động nha. Phải mấy phiền gì? Đi là hoàng động là rớt là bể hư đó. Hiểu không? Không có tiền mua trả anh ta đâu đó. Ủa, công an bắt mày đó, cho mày biết. Nó đi giao hoài luôn á. Rồi giờ. Rồi. Rồi, xin mời tất cả cô chú anh chị nha, vô. Vô luôn mọi người đây. Rồi, đứng đây nhảy đi. Ngồi đó làm chi. Sao mà ngồi tao ghê ghê với mày ơi. Tao kia ống khao quá à. Thấy nắng không? Má không ngồi thì ngồi chỗ nắng. Mắm này chứ trọng tính gì ăn nó thơm. Còn thính không? Có thính không nè? Có thính không? Dạ thì có. Tính tự nhiên cũng có trời. Để ăn cây. Thôi mắm làm chưa ngon. Này là mắm đu đủ á mọi người. Thật kia bằng đu đủ sắc sợ sợ mắm ruột á. Thật ra thì là làm nó cũng dễ. Nhưng mà khó nhất là cái đu đủ mình làm cho nó mà nó giòn. Nó khó dù mà nó ăn mà nó vừa giòn giòn sực á. Phải lựa cái đu đủ nào mà nó gần người ta kêu bằng mỗi dịch á. Làm ăn nó mới ngon. Mấy này sắc càng mỏng càng ngon. Mày đây giờ tao có đồ bào nó có gì cái ngổ kêu cái gì trời. Ủa kìa cái gì? Đó. Sao mũi đi. Ông về tích xúc với ai vậy? À, nghe bị nhóc quá trời luôn. Sao mũi nhóc? Giờ sao mũi nhóc? Đổi gió, gió nè. Nó lạnh lạnh đó. Lạnh tận. Ờ, hồi nãy ta cái này ta sớ cái dĩa nó dễ chóc. Bỏ cá vậy cũng dễ. Đã đúng kia nhưng cũng quên. Có gì nhỏ nè thấy không? Đó là con ngồi dơm lum đá chứ. Ồ. Để làm tới những đêm thịt lên bảy. Thôi giờ tao không chơi người lạ đâu, nguy hiểm lắm. Anh là có gì trong yêu đâu. Tại đâu sao anh biết? Đủ rồi. Năm tháng ông còn sợ hơn mày nữa. Ông thấy bằng lạ là lại là chịch lấu đâu chạy. Chịch quế, chịch lấu đâu. Quế hả? Làm sao? Chịch quế là nó sống ngoài quế. Cái này sống rồi ai ra xuống Huế thì ra đó. Cái này là chịch quế nữa. À, như anh mua xuống hả? Ừ, mua đặt cái từ ngoài quế đem vô á. Tưởng đâu rồi. Của ổng dính chứ. Bây giờ á, dịch bệnh á, có kiểu như bây giờ là từ trong ruộng lây ra nó mới ghê chứ không phải là hồi đó là trên thành thị rồi là dịch bệnh nhiều, còn bây giờ từ ở trong ruộng rồi lây ra ngoài ác đạn của đi trường nó còn dưới đây từ lưới
trong Vĩnh An nè, Ninh Quế nè, tùm lum hết rồi. Nói chung là tà le học dịch hết trơn á. Gấp hết trơn. Trong ngoại giờ đi vô chổng cũng đủ khu vực cũng đó cũng có. Bởi vì hổm ta vô chổng ta nói ta dặn ổng đừng có đi đám tiệc nữa. Tại ổng hay đi đám ma. Ngoại là chuyên gia đi đám ma luôn á. Chuyên gia cúng đám ma luôn. Là tại vì có một cái đám giỗ gì ở trong dì quán á, nên là mình dính cái đó. Với là mình cũng nghe nói là cái vụ quán mà cái thằng này nó từ ở Sài Gòn hay là Bình Dương gì về đó, nó cách ly tại nhà, nhưng mà nó cách ly được có mấy ngày à, rồi nó kéo bạn nó đi nhậu, rồi nó đi nhậu với người ta mới dính bệnh được từ lum từ la vậy á. Ngay đang cái đường vô nhà anh Khánh á, cái ấp gì quên, Ninh Đèn á, à phải của Tiêu Tiêu gì đó, cái gì đó tại gần gần nhà Khánh cộng nè, không không có gì Tiêu Tiêu đâu. Ninh che che cái gì che che đó, ấp che ờ. Ấp che xóm che, ấp che không à, đó rồi chỗ chỗ khu vực đó. Chê, ở chỗ mày làm hôm đó đó đó, tức á thì trụ sở nó sơn rồi sát sát cho nhà nhà cậu Khánh đó. Thì cái trụ sở đó là trụ sở ấp che đấy, rồi quản lý thị trường, trời quản lý thị trường nữa, dí quá trời. Rồi tiêm hai mũi có dính dính nè, chứ đừng có tiêm mũi gì. Nó tốt nhất là mình đừng có tiếp xúc với người lạ rồi, giữ mình thôi. Ông Khải Bà Kiều là Khải Oxy. Khải Bà Kiều dưới khơi mập á. Ở đâu? Bình Dương chứ. Khải Oxy chắc đi nữa rồi. Nghe nó đỡ rồi nha. Vô luôn mọi người đi. Cũng đỡ rồi. Cũng chúc mọi người mà ai đang ở trong vùng dịch bệnh rồi thì chúc mọi người sức khỏe, giữ gìn cho mình nha. Ở đây tụi em cũng vậy, thấy gì nhậu nhậu chứ tụi em bây giờ cũng không dám tiếp xúc với người lạ. Nói chung là em cũng có lên danh sách rồi, những thằng mà đi chơi chung á thì nói chung là những thằng mà kỹ chơi á, kỹ tính á thì chơi với thằng đó, còn thằng nào mà nó đi lang bang lang bạc thôi anh đừng lang bạc nữa, đi về sống với em rồi kêu hôm nay đó là không có chơi. Ủa ông lên chảnh mà thấy ông Hà Tâm ông về chưa kìa, ông ấy luôn rồi đâu rồi ta, chết giờ vậy không là bữa 22 bữa 21 hơn 100 gram hả? Tao chạy ngang đây gặp ổng rồi hỏi sao không về đi trời. Lâm ơi tao về mới về Cần Thơ rồi. Xe Vũ chạy mà nó không có chạy đâu. Cái đất đâu chạy. Anh nói kiên chạy không về đó. Ăn chua rồi mình tránh muối ớt mới ngon. Rồi ông Tâm của đợi ông sướng đi nha. Hai bòi cái nhậu ai Tâm nào Hai Tâm á, không có gì cái gì về được cái đâu, dính luôn rồi, dính lâu dữ vậy, cả chục tháng đây tết vậy không muốn về sao về được, thôi được từ ngày vợ Trí đẻ tới giờ nó còn chưa về được nữa kìa. Đại Trí thì tại sao có vấn đề nè. Ừ thằng Nguyễn á nè, Nguyễn thì sao đấy, Nguyễn tới giờ là toàn là hình như là gặp mặt con nó được có một lần một à. Vợ nó giờ chảnh dưỡng bầu ở lộn mà, nuôi con cái là tới giờ luôn. Đâu đi được đâu. Toàn là gọi mà hồi bữa bây giờ nó cũng đỡ tiện một cái là nó có smartphone á. Nói chung nó cũng hay ho ở chỗ đó, mình nhớ thương rồi cái hình gọi qua điện thoại cũng xong. Như em mẹ em thì ở Bạc Liêu, nó, bà nội cũng nhớ cháu nội quá trời luôn mà cũng đâu có về được. Ghê quá, hồi buổi bây giờ Bạc Liêu bây giờ nghe nói mình vui lắm luôn rồi đó. Bạc Liêu bây giờ ít, chỉ có giá gai mới nhiều. Giá gai nghe cũng nhiều nữa. Giá gai là cái ngay chân cái công ty hay gì đó. Muốn cũng vậy. Mới làm là sợ nhất mình dính cho công ty Tí Liên cái là xong luôn. Cái lỗ mũi mình bị hư rồi đó mày ơi. Mày bị F0 một cái là sau này mà khỏi bệnh một cái lỗ mũi nó hư luôn á. Không thì nóng rồi. Không đẹp có mới có. Không tí gà. Vậy tôi đã. Nhìn mặt trời á. Nhìn là mặt trời không nữa hả? Nhảy. Nhìn mặt trời là nhảy hết. Cá hết lóc liền á. Nhìn tâm tâm vô vậy đó hả? Ừ. Má banh con mắt luôn. À
không sao đâu. Cái tia gì UV của nó nguy hiểm lắm. Tia hồng ngoại chi sáng. Nhìn mặt trời nhìn đâu được lâu lâu lại trái lại. Thằng kia mà chấp nó nào cho kìa. Rồi, mũi gì? Mũi Trung Quốc. À Bego Cell hả? Mới nó ngọc. Tao chưa có nhỉ. Trong giọng. Bữa đầu không chịu chết. Bữa đầu là thuốc của Mỹ kìa. Pfizer hả? Thuốc Mỹ đâu, ở bên xã mình làm có thuốc Mỹ chứ. Ờ, rồi. Bên địa chấn có mày ơi. Pfizer. Rồi kêu nè, kêu đầu tiên đó, trong mấy ngày sau là tiêm nữa đó. Bắt có đâu, bên xã mình đâu có thuốc Mỹ. Để có gì? Kêu có mấy người đó vậy. Mấy người là đi bán hàng công, chạy xe ôm, hay là buôn bán gì đó, tao ưu tiên với mấy người đó tiếp xúc nhiều. Chết được. Không chịu bớt không? Ông nữa đó, bà Hồng đi tìm của hướng Trung Quốc đó. Ngày đầu không sao, qua ngày sau, không sao, qua ngày thứ ba, đi không được luôn. Nó tính hút nó hết đó. Ở dưới quê bây giờ á, ra đường gặp chích chưa? Tiêm mũi nào chưa? Nghệ lắm. Tiêm nước nào vậy? Còn ông chịu bớt không đâu? Tao bây giờ thuốc Mỹ, thuốc Anh, thuốc Pháp, tao không tìm, tao tìm thuốc của ông nội tao à. Thấy sao? Ông là người Ba Tàu. Tao tin tưởng ông nội, thuốc nội tao. Trời ơi, trời gì đó. Tìm thuốc gì? Thuốc ông nội, ông người Ba Tàu. Chứ thì thuốc Trung Quốc. Mà tao tìm thuốc ông nội đâu à. Có cái ông nào nè, nó bỏ nó nghe tài kể, em cài lại nhà ông đó. Là nó sát khuẩn cái nhà của ông. Ông nội ông tự sát khuẩn lên. Sát khuẩn cái nhà, sát khuẩn cái gì không? Bằng ngủ rồi nè. Nó cũng nguyên nhà luôn. Cũng được, cái đó cũng cho nó tăng mồ hôi. Không, cái còn cái tốt nó biết cái gì nữa không? Một ngày mày cứ ngậm nước muối được 2 lần, 3 lần đi em. Vậy đã sắp hơn. Nước muối nó tốt mà ngậm nước muối trong họng mẹ. Vô nồng độ cồn nữa. Cồn thì cũng được. ngậm muối là sắp phẩm mà. Đó thằng tài nó ghé lại cái tốt á. Nó lại cái nhà đó hả, nó hôi gụ đi chịu không nổi luôn á. Ổng chơi mà đâu là can cũ lắm, sắt vẫn lao nhà ổng rồi sợ. Còn ổng chứ bớt không nói đâu gặp tao. Tao mà chắc ráng trời nắng bằng tao phơi nắng nó cỡ nào cũng vậy. Một ngày tao chắc sáng ra tao phơi nắng nửa tiếng rồi tao nóng con người đâu. Rồi tao ngậm nước muối. Bán cái chỗ đâu dám bán đâu. Rồi tao nghĩ dám bán rồi tao nghĩ bán cho tao sống được 2-3 năm tao chết cũng được đi. Với tao đi bán tao sợ quá. Nói với ông số nam tao lại mày ní ơi. Mày đừng đi bán nè. Sống được vài năm nữa mê. Ông sợ được coi đó chứ bớt. Cũng thấy giỡn chết. Giỡn anh giỡn đây. Chứ nữa. Nếu mấy người dây số tiếp xúc nhiều. Tiếp xúc nhiều. Mà đẹp mà thử lắm này, nghĩ bán là hay nhất. Bây giờ không biết chỗ nào có. Với số là ở nhà bán rồi. Bước cửa nhà ông đó kìa. Ông thắng xe là bước vô nhà hỏi đâu vậy. Nói bán cái số thôi luôn quá, đừng vô đây. Đủ luôn. Đưa vô. Chuyện thôi chứ sao giờ, nhưng mà... Mình, đó là chuyện người ta làm đúng rồi. Người ta không có sai cho nói gì đúng. Thì bên nào cũng vậy, thì người ta cũng vì cuộc sống mưu sinh người ta mới làm như vậy. Nhưng mà nhưng mà mình cơ... bây giờ mình giảm được, bây giờ nói chung mình nghỉ bán vài ngày ở nhà mà cứ cơm ăn cơm, cứ cháo đi cho nên nó giảm thêm, trời giảm mà nó bán lại. Bây giờ đau khát quá. Tám lầy chích của anh hả tao? Có hành không? Có bị hành không? Không biết mọi người sao chứ cái vụ mà mình nghe nói rất là nhiều người mà review lại cái vụ mà chích thuốc của anh á. Acha là có thể bị hành, sốt, bị nóng lạnh, nó bị cái kiểu này kia, cái nội đó. Còn tám lầy vừa vô biết sao tại cái gì? Nó bí quyết duy nhất là sao? Chỉ anh em đi. Rượu. Không có cái tay bữa đó thêm này, cái tay nó hơi đau hay ghê, nó hơi sướng sướng cái gì sướng sướng cái 2-3 bữa hơi ghê thôi rồi xong. Nó không nhận chịu chơi thiệt, trên đời thế mới chết có một ngày mà tôi nhậu rồi đó, giờ mới thấy thiệt. Thì ông bệnh ông không được ngày nữa chứ mày á, ông bệnh lúc bệnh bởi chữ thuốc đầu bên chỗ đó còn tù ngủ qua ông đầu qua du vào trên đó đi qua tại cháo ghẻ ổng và cà phê đầu nấu kinh đua cháy giác. Ừ, có giác nó không giờ ổng nằm giọng đâu, ta không dám nhậu đâu, mới chích
giấc chiều mà tao mấy cái thuốc nó nhậu luôn rồi chút. Chết nổi không? Chết nổi không nè. Mà cặp mà tao chết tao bỏ lên phụ đất tao vợ con tao chứ gì. Qua trời tao mày. Đây rồi tao đặt nồi lên rồi đủ mẹ nấu cháo nè nhậu tiếp. Chị không nổi. Nhậu trước mặt tao chị nổi. Qua trời ổng liền quá nhậu qua trời tao quốc mày. Chứ mày ngồi mày nhìn mày ngứa. Ngứa ổng nằm nhậu muốn ngứa. Tao mũi đá cũng không được ngồi ngồi không được. Giờ chết 4 năm ngày nó có gì đâu. Sao đây nóng quá ta. Nóng. Cái vụ cái nước xi măng này nó hốc lên. Ố mà xi măng trong nhà mà. Ton á. Ton nó nước này nước nó bốc lên ton rồi nó mới nóng. Hơi. Hơi nóng nó dạ xuống. Cái thằng gì à? Thằng gì ở chợ của Tẳng. Nó bệnh hả? Người đó là bệnh hay là hết người luôn đó. Bệnh gì? Nó bệnh tùm lum tà la tà le, mẹ giờ tới chân á. Mà nó nhậu ghê đi. Cô Tẳng nó mày không biết sao. Đó ha là lúc nó chích ngừa là con nhỏ mà tiêm vô rồi mà thấy con nhỏ mà giết cháy mà lời khai nó hỏi nó là có bệnh gì không? Không. Có cái này không? Không. 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 Không không. Không, không không. Còn vô chết luôn. Mà thằng xe nó bệnh bảy người. Bệnh bảy hết trơn rồi. Cũng chơi luôn. Mà thằng đó hiền, đó hiền. Đó tánh thì khô ít nói chuyện lắm. Nhậu mà nhậu trong ngày đêm bên nhau mà đẹp trai lắm. Không nói chuyện bay bả chứ. Thì thằng Trang có ở đám ma chung băng điên nè, nói chuyện mắc cười lắm. Nó sau này cũng đánh chết rồi toàn mà đãi hay quay không đó, một bạn con đó. Nhà nó nghe nó khá giả lắm mà. Nhìn nó khá giả, tao biết giờ nó cho đâu. Nè mình kêu lắm. Thôi nói tới đó thôi, chứ mình không có nói nhiều chứ mất công. Rồi thằng này gặp thằng Lu. Cà Lu hả? Sao mà Lu á? Nhìn nó, cái mà Lu nó mở cái bài mày ăn mày bao nhiêu. À, nhớ nó chơi, nhớ kia nhớ bà kẹo á, chơi. Mày ăn như mày dám đốt nhà mày thảy tao không? Của tao mà. Ừ. Mày về bắt. Mày về chút tao nữa. Tao về tao, mày về tắm rồi tao còn chạy lên vua 12 giờ mấy á. Ừ. Lúc đó là tụi mình. Tao tay thì sao mày mày? Sao đâu sao tao cuối cùng luôn mày. Ngày cuối. Cái vụ. Thôi mày về sao đó mày. Tại lời lúc đó là nó mua đá vậy đó. Nó nói chuyện kêu đó tao nghĩ chưa. Ờ nó nói chuyện kêu đó mày. Nó tùy vô nhà tao tái gì thôi. Tao không sợ. Mấy hôm đó làm gì nó làm. Tao không biết nhưng mà tao thấy. Về cho tắm cái. Tao chọn vô. Cái này nó tao thấy nó tình hình tao không ổn mày, thấy thôi thôi. Mà cầm thôi tôi về. Chứ hạt tao chưa xưa tao chưa sẵn tới giờ nghe, tao rồi cũng muốn ngủ nữa nữa mà nghe tao thấy tình hình nó không ổn gì mày. Cái vụ mà tao lao tao lao. Ừ. Bạn cái vụ đó thôi tao không có hà mày. Mấy thằng nhớ thằng đó thấy thấy được mày. Đúng tao đã mà nó lộ hết trơn đó. Ờ đúng nó biết chuyện chứ không. Khanh nó Khanh cũng được á. Khanh biết chuyện, Khanh nó mới mày sau này mày nhớ à đại ca mày. Mày lại mày đốt nhang thì vô đó mày ngồi nhậu cũng được nữa. Mày ngồi nhậu với ổng đi. Thì bữa nào có dịp thì mình tổ chức ở nhà ở chỗ cái bàn thờ của anh Thái chơi bữa chơi. Hiệu Khanh cho phép. Thì bữa nào mà vô, cái dạng như cửa, cái dạng như là nó tình hình dịch ổn định rồi á, mình có thể tập trung rồi cho nó vui. Chứ bây giờ dịch bệnh nó ở dưới quê thật ra nãy mình nói thiệt với mọi người dưới quê rất là nhiều, dưới quê rất nhiều nó rất nguy hiểm luôn. Thậm chí là những cái mà không bây giờ nó không có giãn cách, nhà nước không có giãn cách nữa, nhưng mà vẫn những cái quán cà phê rồi là kia người ta tự đóng cửa, người đóng cửa luôn, đóng cửa luôn hết trơn rồi. Không có quán mà cà phê là mở cửa nhiều nữa, đóng hết trơn luôn. Sáng chạy mày uống cà phê mà tao sợ mày đóng cửa, tao không chạy. Nhà tao không có đóng, nhà tao chỉ có dân quen uống mà chứ tao có dân lạ đâu. Đó vợ, xưa giờ dân còn là ngồng như đó à, mấy người uống cà phê à. Nhà anh chắc đi hết hai lần à. Cái mình, đó, có bà vợ tao ổng tiêm hai mũi thì lâu rồi, có mình nên tao là một mũi à. Tại ổng thì công viên chức. Chức nhà, trong nhà phải là phải chích. Nhà là không, bây giờ nè, bây giờ mày kỹ nữa mày về mày mua cái chơi mà khử khuẩn đi. Vậy mày đi ra ngoài về cái rồi mày. Họ làm có ông nội nhà tao hai ba gia để trước cửa quán luôn đó. À để ngay đó đi. Để tại đó luôn, ai muốn rửa thì rửa luôn đó, để cho công cộng luôn đó. Hai ba chai nước cửa tay luôn á, cái đó là công cộng luôn á, ai muốn rửa lại rửa đó. Ừ vậy. Thôi, chứ đâu phải là cho xài riêng nữa đâu. Nhà tao để tại trước cửa nhà luôn để cho là ai muốn rửa là rửa luôn đó. Cho công cộng luôn mà. Vậy kỹ chút. Dạ. Tháng này mình đi phơi chạy đêm không? Sáng nào nó hôm qua cũng gần cái nhiêu thằng đó. Thằng Tài, thằng Đen, rớt mày biết rồi đó. Ừ. Gần như nữa à? Viết cái bàn làm hồn. Ừ. Có thằng bạn đó, thì ngày đó nó qua tiền 2-3 giác rồi. Thằng Tháo rồi. Nói gì mà anh thấy lúc này thấy nó già nó đen như nó ốm dữ trời. Ừ, nó giảm cân mà. Lúc trước nó mập mà nó trắng á. Nó giảm cân. Bây giờ nó vừa đen mà nó vừa ốm. Thì nó lúc nào cũng vậy á, người ta mập mập trắng trẻo. Người ta có câu đi liền vậy đó. Mập mập trắng trẻo đập chai ra, người ta nói người nứa nó câu đó. Nhưng mà hồi đó tao mập
mà tàu đen, mà tàu ốm, tàu trắng, tàu tì vậy đó. Ủa, mày nhớ cái chặng Lâm Hồ trắng không? Một tháng trời tao lên gần 6kg đó. Làm mệt ăn nhiều. Ngày tháng năm chứ. Mà nó đen nha. Ai Lâm Hồ, ai phụ hồ, ai đều bằng quần. Tại quần áo tao dài tao chơi ở trần bông cục không à. Ở trần luôn hả? Ở trần bông cục gặp mà khiến dáng nha. Cái ông kia tướng ông cỡ 100kg, ông gì ba. Rồi, mày ba ăn. Xin phép cái ông già già đó, ông đó thứ mấy? Ông Tư hả? Ông già già Lâm Hồ trong tao cái gì? Ừ. Ông Ba. Ông Ba, ông không phải là ông mà ta kêu bằng bác Ba đâu nha. Không phải anh, không phải. Ông bên cầu cái vụ mà ai bên cầu đó, ông bự đó. Mày nói cái vụ gì mà một chai rượu gì đi ra đi vô muốn hết trơn. Chai cù cù đi mua nhậu giấc chiều rồi làm. Có tất đầy mua. Mua để đó. Đi ra đi vô chiều để coi chai cù sử dụng. Còn cỡ gần 1 lít, sẽ chất còn cỡ sĩ rồi trời. Này, ta đâu có biết đâu. Này nè, nói như vậy nè. Tính nữa nè. Corona chứ. Không dám mời rồi, cái nào có quái không có đầu đổ lên. Đảo lên còn sống, bắt đầu lặt ra. Máu người ta mới còn thức ăn luôn. Có đứa ăn giọng. Mổ ra là mổ ra lấy cái lần răng trên lưng đi ra. Nó tanh đó. Lần ống ăn nó hơi tanh. Mà lấy lần lấy cái tầm nó dứt ra cái rồi sống cái gì đó. Lấy lặt tay lấy ra. Trên tới. Đấy, không cần nước đá. Ai nước đá chứ ba tao nước đá chấm đâu. Nặng chanh vô cho nhiều rồi là chấm nước mắm rồi xong. Bởi vì cần ít đá là gì khó cần mù tạt luôn. Wasabi á là mấy cái đó ăn tại vì mù tạt thì nó ăn chấm vô nó sẽ là cay. Không có cay bình thường thôi chứ không có cay nhiều. Nó sẽ mắc cái mùi của nguyên chất của cái con tôm. Ăn chấm dạng pha vô nữa là một chút thôi tí thôi được rồi. Chơi cải xanh thôi được rồi, khỏi cần của wasabi thì không. Thôi được anh tí nhiều không? Anh còn tí không? Ai biết mới đặt đi chứ bây giờ không đặt đi biết bự đó đón hàng được ta kế bên ta bắt nhiêu mình thấy nhìn con tôm mình nhìn tôm mình đặt thử chọn cũng biết mà nhiều khi mà bán giỏ tôm mình chắc lắm tôm tươi ta bắt 130 không quá tôm chắc á lợi 130 tôm tốt mày gấp mày ra đây kia không ai ăn như vậy không đi 130 không quá 130 được rồi ký nhiêu 130 giờ là 77 ngàn. Có giá rồi. Tôm tươi mà tôm đâu qua đó. Tôm sống hả? Đại siêu luôn hả? Không. Sống chết thì nó cũng mua nhưng mà không có muối được đó. Thì sống đó. Nó không sống, nó về nó muối. Nó muối nhúc đầu con lên. Hiểu không? Muối đá nặng hơn. Biết rồi. Đi lên từng muối đá, biết muối lên từng 10 con, 10 mấy con. Lên được con rồi nó té ra tiền nữa. Té đầu ký. Mày cắt làm hai cái đó mày. Nó bự quá bự rồi. Chảy tầm 2 đó. Không, có cút làm 3 á. Cút mà bự quá bự nè. Tao anh. Ăn đi. Trời. Tao cũng nhỏ rồi kìa. Tao... Chi hắn đôi đi. Cho nó ăn rồi đó đi. Cái này cái xương nó cứng lắm. Con cá này cái xương nó cứng. Này gắt đi không nổi. Mấy cái dao cắt. Để đi. Nước rồi mà. Nước thì bởi vì tao kêu gắp tao chấm nè. Mà chưa chấm đâu mà. Để đi. Tao cái đùi. Đây, vô hâm nha. Hết chưa? Hết rồi. 5 khúc đó. Cũng hơn nha. Thằng 2 khúc. Vậy là 4 con hả? Tám cốc. Nghe cái vụ mà cá độ cốc cốc á, mình nhớ là câu chuyện hồi hôm qua mình đi đám gặp ở Úc á, có ông kia kể câu chuyện hoàn toàn có thật, nhưng mà chắc thằng Úc nó kể hay hơn mình kể thì mình chỉ chứng kiến ông nó kể thôi, chứ mà giống như mình bây giờ mình thực lại cho mọi người nghe thôi. Ông đi mà cái đám phải đi đắp, ông là ông đi bơm và tẹt ông đi bơm là những cái năm mà ông kể là khoảng 8-9 năm trước. Ông đi qua bên tới là Hậu Giang, ở đâu? Vĩnh Ti là Kiên Giang đúng không ta? Bên Vĩnh Ti là bên Kiên Giang, mọi người. Tại là cái tỉnh của em giáp ranh là rất là nhiều tỉnh. Tỉnh của mình nói sơ qua là tỉnh của mình Bạc Liêu, giáp ranh Sóc Trăng, giáp ranh Cà Mau, Hậu Giang giáp ranh Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, đó. Giáp ranh 4 tỉnh. Cần Thơ luôn đó giúp mình. Tào Lao. Bao nhiêu? Ba đẹp của Cần Thơ luôn nha. 4 tỉnh à? 4 tỉnh. Hay mình biết là 4 tỉnh rồi đó. Ba đình là gần ngay Ba Đình. Có Cần Thơ nữa. Tào Lao là liên quan tới Cần Thơ, Ba Đình là ba tỉnh thôi, Kiên Giang, Hậu Giang với Bạc Liêu. Là Hậu Giang là ngày xưa là của Cần Thơ, nhưng mà bây giờ là Hậu Giang là Hậu Giang, Cần Thơ là Cần Thơ, nó không có thuộc với nhau nữa. Đó là lúc trước Cần Thơ. Mà chắc có thể là những vài clip sau đi.
Hẹn mọi người vài ba clip sau đi, nếu mọi người có tới đây hẹn mọi người vài ba clip sau đi nghe. Ông đó ông kể về câu chuyện video là hoàn toàn có thật luôn, ghê lắm. Tỉnh cân với Sài Gòn thôi. Đó mà hôm qua mình đi đó, mình đi mà cái đám là nhà của ông Út, mình cười cũng lộn ruột luôn á. Nè cho 2.000 bánh nè, chút chút nhảy nè. Bữa nào có ông Út đi. Có 4 ngày. Bây giờ mình sẽ gọi lại thằng kêu Út mới bốc qua đây đá. Kể lại cái chuyện đó. Cho 4.000 luôn. Một chút lại nhảy nha, chút bắt nhạc cho nhảy nha, chịu không? Còn đi mua bánh ăn đi. Còn có 4.000, cho 4.000 nè. Rồi đi nhảy luôn đi, khỏi cần nhạc. Thôi đi mua bánh về ăn lấy sức đi, để em mới nhảy được. Anh tiếp. Anh đi lên chắc chiều quá, ta đi vô 4-5 giờ, khoảng 5 giờ ta đi. Anh gọi gúc mai á. Cho mày gọi cái gúc mai, tao mày gần mày ăn cắp gúc mai tao cái gì. Nó là không có đâu. Buồn, ngồi gúc mai này chơi gì thôi. Trời lắm. Nó đừng tiếp xúc với người lạ mày ơi. Tao nó người lạ đó. Anh chọi tao có băng nữa. Để chấm chọi không à. Ừ, thì những người nào mà lên đây thích cùng người lạ lại là kêu hơi tốt nhất thôi. Về để gì mày bốc lạ lại. Trời đâu ai mày lần lạ mày lên đó được, lên bề bạ người ta nhìn ngó đây nè. Nhưng mà thấy ở dụ cơm đi nhậu ở ngoài đường gì nè. Ở ngoài đường. Tại bây giờ tao đâu đi với ai nữa đâu. Tao không, ta không đi chơi nè. Vòng gặp mày. Chứ bên Đăng mình là kia thôi. Chỉ như trong một ngoại rồi thôi chứ tao không đi đâu. Chứ thằng Tài rồi. Nãy mày có đi vô chế không? Ờ. Nó không kêu là nạp cạp cho nó là. Thằng Út. Nó đang ở trong rượu, nó ở tàu phải, nó còn nó bắn cho nó cái kẹt. Nó cũng điện thoại đâu còn hết tiền nữa, đừng nói anh chi. Ta còn chưa nạp được nữa. Vô 200 ngàn, đừng có đưa bà. Ừ. Mày nói chơi cũng ghê với ông Thái mà đám ma nó đi 100 ngàn lý sao ai thằng sao mà lâu lâu điểm cúng 100 có ai ghê với ông Thái mày từ đâu mày cúng được rồi được rồi ba mày đó mà không dư mà nghe nó dư chứ không gì dư tiền phải không dư tiền dư gạo tao cho gạo dư nữa mà gạo nhà tao cũng cho cái này á dư mà nghe nó dư gạo lắm mày nghe nó một canh với bà phượng đó là sắp cho lại người khác chứ không có giữ, bởi vì phần của ổng là chẳng biết chỗ ổng trong hết. Không cho ổng. Đúng rồi. Không cho ổng là để là mắc nợ. Mắc nợ người ta. Người cho lại là như lấy cái phần đó là bù cái phần lại là để cho ổng. À, tao cho ổng bù lại. Không, thịt heo còn dư luôn, tao cho dư luôn. Còn dư tiền nữa. Nghe nó mua gạo, tính mua gạo luôn, Khanh bữa đó. Tính Khanh với bà Phượng. Tính mua gạo là cho lại hết số tiền đó luôn đó. Nói chung thì bù lỗ là đủ. Phần ổng coi xong hết rồi lo mồ mã cho ổng hả không nhẹ nhẹ cái mồ mã này mồ mã bây giờ cũng gần cả chục đó hỏi người ta hay nhưng tôi nghĩ gia đình cũng khó khăn nhưng mà nếu mà tao mà bả nói vậy thì tao sẽ nói một câu á thì lấy số tiền tao lo cho hai thằng nhóc nó ngon hơn thì hai thằng nhóc đó nó thương ổng lắm thằng tí á thằng bằng con tao á bằng con tao luôn tối ngày nó qua chơi ổng công cái tay giao bộ mà không hỏi ổng hỏi hả rồi nhớ xíu bằng con tao à biết rồi nó qua chơi tối ngày luôn tội cửa Thái đâu rồi có mày không qua nhà ông Thái chưa hả cái nhỏ em ghe chạy về căng một cái nó biết nó buồn á tại bộ hỏi nó biết hay không nó biết ổng mắc hay không á chạy về căng một tội nghiệp nhỏ bởi vì nó giờ nếu ông Thái còn sống cũng mong muốn cái điều đó mà thì lo cho hai nhỏ rồi nó mà ổng phải mình đó mà trầu quẻo mà ổng mất gì là ổng thoát thân ổng đúng rồi ai cũng nói mà thoát cuộc đời đó nói thẳng là thoát ông ấy là dễ thoát nhưng mà ổng mất cái gì mà cái kiểu mà cái dạng như là không có bệnh hoạn không, không có bệnh gì chứ không đi nhà không có là gì chứ bao que mốc con chết mắc ngọt luôn ngọt luôn ổng thoát thân đâu rồi mất chuyện ngọt bây giờ ổng không vợ không con tiền bạc ổng không có ổng mất cái đường đó là cái đường tốt cho em cháu có người bình luận lên là kêu là nói cái câu thông dong thì đó cái kiểu đại lộ như vậy
là tiễn dông. Không phải cái kiểu mà ra đi thanh thản, nó kêu mình có cái kiểu ra đi thanh thản là cái kiểu mà không bệnh hoạn gì đó kêu. Cái đó có người rước đó nội ơi. Trời đó. Có nhiều, cho nhiều bánh đâu. Không có bánh, chỉ có mẹo này. Có người rước đi, rước bớt cái nợ nợ đời ấy. Trần gian nợ ổng không cho ổng có nợ, đâu có nợ người ta mày. Sao nó nói được. Tào lao mày. Mày bậy kia nghe cái đó câu đó tao phản bác lại nha. Trần gian nợ ổng nha. Người ta còn nợ ổng nha. Tao cũng chưa nợ ổng. Nhưng mà ổng người ghi suy nghĩ này kia này kia. Không, mà ổng không có nợ rồi, đã không có nợ ai. Cho nên thấy á, là nhiều lần mọi người cái video đó, thấy thằng kia không tạp xe, cặt bóc tiền cho, mặc dù ổng không có tiền, bóc tiền cho luôn, không thấy. Rồi công bảy á, lại là ông Thái vẫn mượn tiền của tao cho ông kia, chứ phải ông lấy. Ông kia dạng làm bánh vậy đó. Đó, mượn tiền tao đưa luôn rồi gọi cho ông kia, chứ phải là ông lấy luôn. Không biết tính tình ông Thái là gì đó. Dạ ông sợ mày. Bữa đó trước cái đó cũng mượn hàng rồi không mà. Mày dạy mới cho tiền đồng đó. Bám miệng mới cho. Không, anh Quang Phong với anh Dương, Dương Tính. Dương đúng rồi, Quang Phong. Đúng rồi. Giờ mình đó giết được. Bữa đó cho tiền ổng cho nên là tao lúc có tiền tao cũng nhận vừa ổng. Một á, ông đi gửi cô Phượng để mua đồ ăn, hai là mua gạo rồi giữ chữ nhà hoặc là sửa cái nhà rồi lại đó. Thì bữa đó ổng cũng tính là sửa là cái máy tôn rồi lại đó, cái máy của ổng lại tự mua giọt mà nhiều người sắm rất là nhiều luôn, thấy ổng có tiền cái hay mượn, ổng này dễ tính lắm, mượn ổng cho trời. Thôi có lẽ là video cũng hơi dài nha mọi người. Chắc mình uống hết ly, mình xin kết thúc video. Nấm nấm rồi được tiếng này. Nghe tao mày đó. Rồi cũng xin chào mọi người. Chào sức khỏe và cả gia đình, cô chú, anh chị. Chúc bác rồi á. Nghe người cũng kết thúc video này chứ cũng chuẩn bị lên vuông rồi, có công chuyện. Còn có công chuyện sắp xếp, đỏ lắm đó. Chuẩn bị đặt cơm. Nóng không? Em bưng vào vợ nóng, hỏi nóng không? Nó sôi còn bưng ra mà. Mà nước hỏi nước nóng không kìa? Sao không nóng? Sôi mà không nóng. Còn mày nóng không? Có nào vợ sao nóng? Vậy quay phim luôn. Trời ơi. Là tính nóng rồi mày làm gì tao? Tao làm. Tính nóng mày làm gì tao? Hỏi ba bánh bao hỏi nóng không anh? Nóng chứ nóng lắm. Nóng không làm gì tôi? Tôi làm dâu mà không nóng tôi. Đâu có nóng được. Đúng rồi, chàng cho con miếng nó lạnh nó nóng lại.